look around both sides, kid. Lia đây. Người ta đang leo. Người ta đang leo đá đó. Lia đang ở Red Rock Canyon National Reserve Reservation Area, cái tên hơi dài. Ở đây 17 mile cách Las Vegas, về hướng tây của Las Vegas. Lái ra 17 mile thôi. Nhưng mà ở dưới OC mà lái lên khoảng 4 tiếng. Chỗ này năm 1990 thì được Quốc hội Nevada cùng các nhà lập pháp đổi tên từ Red Rock Land, Red Rock Canyon Land đổi thành Red Rock Canyon National Reservation Area, và là một trong 7 nơi được gìn giữ ở nước Mỹ. Nơi này mỗi năm có khoảng hơn 2 triệu người khắp nước Mỹ và cả thế giới đến đây viếng thăm. Ở đây á có một cái đường đi, người ta làm cái đường đi cho mình lái xe 13 mile, gọi là 13 mile scenic drive. Tuy nhiên vào ngày 3 tháng 11 2020 vừa rồi thì họ bắt đầu yêu cầu mình phải đặt chỗ trước, bank reservation thì mới được vào trong này. Nên là khuyên ai muốn đến đây, tại là đến là thấy rất là nhiều chạy phải bỏ đi. Muốn đến đây lên online của cái nơi này, make a reservation. Mỗi chiếc xe bình thường, một cái xe mình lái là 15 đồng cộng thêm 2-3 đồng tiền tính phí xài trả thẻ ở trên website thì 18 đồng. Nếu như mọi người có cái America Beautiful, cái 80 đồng một năm mà La nói mấy lần trước đó, thì được một chiếc xe và 4 người mỗi nhà lê đồng, nên là trả luôn cái 15 đồng. Thì cái scenic drive đó 13 mile, và trong này có thể camping, có thể hiking và cái leo đá đó, rock climbing. Khi mà make a reservation đó thì mọi người phải lựa cái giờ mình vào. Thì đúng cái giờ mà La đi bị kẹt xe nên lên đây trễ gần tiếng. Thì các cậu ông nói là lần này cho vô mà lần sau á nhớ đúng giờ. Sở đây là Red Rock Canyon National Reservation Area ở Nevada.
17 mai cách Las Vegas, mọi người có thể đến đó ở rồi xong rồi ra đây chơi sớm cũng được. Nhớ make reservation nha, rồi mới vào trong này. That's it. Mình sẽ nhìn đi qua nhìn cái thung lũng bên này nha. Rồi xong rồi mình đi cái sân rồi. She's a great winner. Nhưng mà bắt đá rồi à. Nghe người. Người đi nhỏ xíu hả? Shoe đi là thoải mái luôn. Ở đây I see a lot of cactus. Yeah. Đấy, gió đi. Squares in the back.